Chào mừng bạn đến với kênh Holic Audio. Mời bạn theo dõi bộ truyện Anh Hùng Chí của tác giả Tôn Hiểu. Hãy để lại bình luận bên dưới nếu bạn yêu thích video này nhé. Chương 7 Trần Thế Vẩn Đục, hồi 4. Kết thúc chương 7 Lư Lang Hắc Hóa rồi cũng rơi xuống vách đá rồi. Đọc hồi này hay quá trời hay, nhiều phân đoạn xúc động theo, càng mong chờ vào diễn xuất của Kỳ Kỳ. Hồ Mị Nhi hít sướt mướt, đặt đứa bé xuống đất lư vân mắt nhìn tứ phía chỉ nghe thấy trong đám người nam nữ già trẻ khóc không ngừng tiểu hài đồng ngồi bên chân mình quay đầu lại nhìn mình giang rộng hai tay muốn mình ôm cười khổ lúc này ngoài cười khổ còn có thể làm gì ở kinh thành có cố tự nguyên bảo vệ hắn ở nộ thương có tần trọng hải bảo vệ hắn ở thiên thủy có hồ mị nhi cứu hắn bây giờ những người này đều bị mình liên lụy mỗi người đều phải đại họa lâm đầu lư vân a à, lư vân Ngươi phạm vào bệnh dịch gì vậy? Ngươi có phải uống nhầm thuốc gì không? Chính mình tất nhiên làm sai cái gì, nhất định là như thế, bằng không tại sao xung quanh mình lại có nhiều bất hạnh đến vậy? Tại sao? Lư Vân cúi đầu rơi lệ, thân hình cao tám thước hai tấc trông lại thật nhỏ bé, giống như một con kiến hèn mọn. Hắn liếm môi dưới, quỳ dạp xuống đất, rơi lệ cầu khẩn, phùng đại nhân, ta có thể đi cùng ngài chỉ là thỉnh ngài dơ cao đánh khẽ, buông tha cho nam nữ già trẻ này, bọn họ vô tội. Phùng trị lắc đầu, âm thanh lạnh lùng vang lên, lư đại nhân. Lư vân cầu khẩn nói, Phùng đại nhân, thỉnh ngài làm người tốt một lần, được không? Phùng trị thở dài, hắn nheo mắt lại, khóe miệng nhếch lên, giơ món tay rung nhẹ, người tốt không phải là người. Phùng, đại, người, đứt quãng, hỗn loạn nghẹn ngào dường như có gánh nặng ngàn cân trên người lư đại nhân thanh âm kia vui sướng du dương tràn đầy vinh quang và chiến thắng tựa như vương giả trăm ngàn năm phùng đại nhân đứng lư đại nhân quỳ phùng đại nhân cùng lư đại nhân cứ như vậy nhìn nhau lư vân cười khổ rơi lệ tự biết vô lực chuyển biến thế cục hắn quỳ rạp xuống đất nhìn lên trời xanh người xung quanh đều đang nhìn lư trạng nguyên không chớp mắt trong sự im lặng chỉ nghe hắn nhẹ nhàng hướng trời xanh kể ra ông trời trung quy là không thành sao hắn hơi nheo mắt nhìn lên bầu trời nước mắt trào ra từ khe hở nhỏ trong mắt hắn bỗng nhiên xé rách áo trên của mình khóc lớn ông trời muốn làm người tốt trung quy là không thành sao phiền chết người bắt lại phùng đại nhân nhíu mày lắc đầu đưa tay ra hiệu mười mấy tên quân tốt quát lên một tiếng lớn lao về phía trước dưới cái nhìn ngơ ngác của đứa bé, Lưu Vân bật khóc lớn, cùng với tiếng khóc của hắn là tiếng kêu khóc thảm thiết của những người già yếu đuối, cùng với tiếng vang cao thiên nghiệp duỗi tay xé quần áo của Hồ Mị Nhi. Ai có thể giải cứu mình? Vào khoảnh khắc gần chết tuyệt vọng, trong đầu hiện lên vô số chuyện cũ, có cô thiến hề ôn nhu ủng hộ, có cố tự nguyên đa trí dặn dò, có cả ánh mắt yêu thương của Ngân Xuyên mà cuối cùng ngừng ở trước mắt lại là hắn côn luân kiếm xuất máu chảy đại dương mênh mông, ngàn dặm đuổi thẳng tới Hoàng Hà. Trình nghĩa hào hiệp bị kẹp chặt, bên trái là nhân, bên phải là nghĩa, bên trên là bầu trời xám xịt, chân dẫm bùn đất. Chỉ vì có yêu nên hận mới tồn tại, chỉ vì tâm từ, cho nên tâm bi, chỉ vì được làm vua thua làm giặc cho nên ra tay giúp đỡ kẻ yếu, chỉ vì thiên hạ vô đạo nên dùng võ vi phạm lệnh cấm. Thanh âm cuối cùng của chắc lăng chiêu dường như vang lên bên tai, kiếm thần đầy người sát nghiệp đang ân cần kể với mình. Trong cơn mê mang, kinh mạch của hắn như bị khóa chặt, bóp đến chính mình không thở nổi, huyết khí cương cứng không tìm được lối thoát ở trong cơ thể đè ép va chạm. Huyết khí phẫn hận hóa thành hình chất, từng chút một thúc dục chính mình. Lư vân thở dốc, vùng vẫy đôi tay trong không trung. Bi oán là không, nhân nghĩa là mộng, chỉ có niềm tin vào kiếm mới có thể thực hiện được đào a a a trong giây lát vang lên một tiếng kinh hô lớn trong tai theo sau là một quân tốt bay tới đánh vào lưng phùng trị phùng trị trong lòng cả kinh vội vàng quay đầu chỉ thấy giữa trận ánh sáng chiếu rọi bảo kiếm trên tay lư vân đột nhiên bay lên ba thước biến thành một ngọn đuốc lớn lóa mắt nước mắt lư vân cuồn cuộn rơi xuống trong miệng lại cười ha ha hắn giơ trường kiếm lên Tinh quang chợt lóe, hắn thực sự chém vào bộ ngực trần trụi của mình, mũi kiếm hướng xuống đất, trường kiếm dính máu tươi, máu chảy dọc theo lưỡi kiếm, thoáng chốc, ở bên chân họa ra một đường máu, giống như đường ranh giới ngăn cách quân tốt và đứa trẻ kia. Mọi người có mặt đều choáng váng không hiểu gì. Lư Vân vừa khóc vừa lau nước mắt, trông như một đứa trẻ. Đột nhiên, chỉ nghe một tiếng gào to, thân ảnh giữa trận ngừng nức nở, hắn một tay rút kiếm mũi kiếm lại chĩa thẳng vào phùng trị. Phùng trị nhíu mày nói, Lư Đại Nhân, người muốn phản kháng sao? Lòng ngực của Lư Vân đầy máu, nhìn lên phía chân trời, chỉ thấy trong tay hắn như cầm ngọn lửa, lẳng lặng nói, Lư Vân ta lấy tính mạng của mình thì, nếu ngươi dám vượt qua ranh giới này, sẽ bị trường kiếm trong tay ta chém làm đôi. Hắn liếc ngang bể nghĩa, nhìn quân tốt giữa trận, phảng phất thần thái ngạo nghĩa của kiếm thần năm đó. Lư Vân hai mắt tràn đầy tơ máu, cắn răng nói, hồ cô nương lại đây. Đưa người nhà của mình đi. Hồ Mị Nhi chưa bao giờ thấy Lư Vân phẫn nộ như thế, ngay cả lúc ở tiệm thuốc cũng ít thấy hắn liên tiếp lau nước mắt, chưa từng khóc lóc như thế này. Hồ Mị Nhi vừa kinh vừa sợ, vừa mừng vừa yêu, nàng gión rén đi về phía người thân của mình, chợt nghe một quân tốt quát, ngươi dám. Lời còn chưa dứt, kiếm mang động đẩy, thân mình người nọ bị chia làm hai đoạn, chết ngay tại chỗ. Kiếm mang tái hiện giang hồ, đám người cao thiên nghiệp, cao thiên thành đều có hiểu biết, thoáng chốc toàn thân phát run, đều lui về phía sau. Mọi người đại kinh thất sắc, vạn lần không thể đoán được Lưu Vân lại có thần công hộ thân như thế, ngay cả Hồ Mị Nhi cũng choáng váng. Phùng chị hét lên, Hoàng Thanh nói, mọi người cùng nhau xông lên. Giết hắn, giết hắn. Lư Vân giết đỏ cả mắt rồi, dành trước một bước động thủ, nghe hắn ầm ĩ thét dài, rút ra trường kiếm. Kẻ đầu tiên giết chết là Phùng Trị, chúng quan binh không dự đoán được một văn nhược thư sinh lại dám giết người như thế, cho nên vội vàng đi tới cản lại, lại thấy cổ tay Lư Vân khẽ rung, thoáng chốc kiếm lãng cắt ngang qua, sóng gió động trời, bảo kiếm có kiếm khí, mười binh trường thương trước mặt đã bị gãy làm hai đoạn, Lư Vân quét mạnh một chân. Đá mười mấy tên quân tốt ngã lăn trên mặt đất. Trước mặt không có ai bảo vệ Phùng chỉ Lư Vân đã tóm lấy búi tóc kéo lê hắn trên mặt đất, chỉ nghe hắn lại khóc, lại kêu, thảm gào nói, "Tráng sĩ, tha cho ta. Tha cho ta." Lư Vân khuôn mặt tuấn tú không biến sắc, cũng không thèm nhìn tới, tay trái dùng sức đấm thật mạnh Phùng Trị dưới mặt đất. Ngón tay hắn chỉ vào đường máu, lại lần nữa nói, "Hồ cô nương, đưa người thân của cô đi." thấy Lưu Vân như hổ điên, võ công càng cao cường vô cùng, chúng nhân vật võ lâm ta nhìn ngươi ngươi nhìn ta, không ai dám động đậy. Cao Thiên Thành biết Lưu Vân, không khỏi nuốt nước bọt, thấp giọng nói, Lư, Lưu Vân, người chớ có vọng động, người không có phần thắng, lời vừa nói ra, càng khiến mọi người nhụt chí. Lưu Vân dơ cao phùng trị lên, ý bảo quân tốt, có mặt chớ có vọng động, hồ mị nhi cả người phát run, từng bước một đi về phía người nhà. Lúc này quan binh không người dám chắn, thứ nhất ném chuột sợ vỡ đồ, thứ hai tham sống sợ chết, trơ mắt nhìn hồ mị nhi mang theo mãn môn già trẻ lao thẳng về phía cầu treo. Lư Vân tuy giận không loạn, đã dùng mạng sống của phùng trị làm lá chắn, từng bước lui về phía sau, cũng đã đi tới bên cạnh cầu treo. Lúc này, một trường thương phóng đến, máu tươi bắn khắp nơi, phùng trị bị giết ngay tại chỗ chúng quân tốt vừa kinh vừa sợ, đều cuống quýt nhìn lại, lại nghe sau lưng truyền đến tiếng cười lớn ngập trời, một thân ảnh cao lớn từ trong biển người bước ra, người đi chậm rãi hai bên đều bị hắn dơ trường đẩy ra. Người nó xài bước dài, đi tới vết máu, dơ ủng trà mặt đất, lau sạch vết máu của Lư Vân. Tát ma tới, Lư Vân lên tiếng gào rít giận dữ, đề khí khiêu chín, tát ma cười lạnh không ngừng, thình lình nghe hắn hổ giống một tiếng, Chạy như bay về phía trước, hai yêu ma ở trước cầu ra sức khai sát. Phùng trị đã chết, phó quan lập tức kêu gọi nói, mọi người bỏ qua tên này, đuổi theo Ngọc Tì. Chia làm hai đường bọc đánh, cao thủ có mặt tỉnh giác, không còn đối đầu trực diện với Lưu Vân. Tất cả đều chạy thẳng về phía cầu treo, phân theo bốn phương tám hướng vọt tới, giống như thủy triều. Lưu Vân bị tát ma cuốn lấy, nhất thời vô pháp phân tâm ngăn cản. Chơ mắt nhìn quân tốt giống như đàn kiến lần lượt leo lên cầu. Một mình Hồ Mị Nhi đứng giữa cầu chống cử, liều mạng phóng ra ngân châm để chặn lại, chỉ là người tới quá nhiều, ám khí sẽ hết bất cứ lúc nào, còn lại người già phụ nữ và trẻ em vây quanh đứa bé, khóc không ngừng, tất cả đều chạy về phía bên kia, tình hình trở nên nguy cấp. Lư Vân sợ Hồ Mị Nhi trông đỡ không được nên đánh cược tính mạng, không màng quyền cước của Tát Ma nghiêm trọng, liên tiếp tấn công liều chết, sử dụng tất cả những tuyệt chiêu hung hiểm nhất, kiếm báo, kiếm lãng liên tiếp phát động, hơn nữa kiếm mang uy lực, hóa ra sức mạnh áp đảo, binh khí tầm thường chạm vào đều bị đứt đoạn, tát ma đuổi tới truy kích, hắn liền cấp tốc tránh đi, thuận tay lại giết một hai người, giống như hổ nhập dương đàn, trong chớp mắt đầu người bay loạn, tay chân bị đứt gãy khắp nơi. Đảo mắt lao về phía cầu, Cao Thiên Nghiệp và Cao Thiên Thành lấy ám khí đánh lén nhưng đám đông lại đầy dẫy người của mình, mỗi lần ra tay, ngược lại ngộ sát đồng bọn. Lư Vân trời sinh tính ôn hòa nhân từ, ngoại trừ bị buộc phải giết địch trên chiến trường Tây Cương, cũng chưa bao giờ tàn sát như thế này, giờ phút này thân ảnh hắn giống như quỷ quái, sớm đã giết đỏ cả mắt rồi, bộ dáng điên cuồng chém giết gào giết giận dữ, không khác nhiều chắc lăng chiêu năm đó. Lư Vân lên xuống liên tục, liên tiếp giết chết nhiều người, đến bên cạnh Hồ Mị Nhi, ngay lập tức ngăn cách được truy binh. Hai người đứng giữa cầu treo, nhìn nhau chăm chú, nhìn thấy khuôn mặt tuấn tú của Lưu Vân dính đầy máu tươi, như đang bốc cháy. Hồ Mị Nhi lại hoảng lại sợ, khóc ròng nói, Lưu Vân. Lưu Vân, chúng ta đi đâu bây giờ? Sau lưng quân tốt liên tục tiến tới, nhìn thấy bóng dáng của Lưu Vân nhưng không ai dám đến gần. Liền vào lúc này, một hắc tráng cao lớn bước lên cầu, mỗi bước đi như trâu bò khiến cầu treo rung chuyển chúng quân tốt không kịp né tránh đều bị hắn ném lên không trung chợt rơi xuống thâm cốc quân tốt trên cầu rất hoảng sợ vội vàng leo lên dây thừng vội vàng tránh ra tát ma hiện thân lần này là lần thứ ba hai người chính diện giao thủ thấy yêu ma này thở sâu lòng bàn tay hướng ra ngoài tiếng gió thê lương vang lên chói tai và vận thành mười thành mười công lực hồ mị nhi thét to yêu quái này lại tới nữa, chúng ta đi mau. lư vân cắn lợi, đối đầu kẻ địch mạnh lui không thể lui, nếu để tát ma giết đến bờ bên kia người già phụ nữ và trẻ em tất nhiên máu chảy thành sông, giờ phút này không còn đường lui cần phải nội trong mấy chiêu phân ra thắng bại hắn la lên một tiếng, ngược lại chạy về phía trước nhất kiếm vung ra, thẳng về phía ít hầu tát ma mũi kiếm run dày vu hồi, làm người thấy không rõ đường đi Đúng là Côn Luân thập tam kiếm kiếm mãng. Tùy chiêu thức này chỉ là chiêu thức dành cho người mới tập luyện nhưng bất ngờ dùng ra cũng tạo nên hiệu quả không ngờ trước kẻ địch. Tát Ma gào to một tiếng, nghiêng thân né tránh, đi theo từ sau lưng đoạt lấy trường thương, đập thẳng vào đầu Lưu Vân, Lưu Vân giơ kiếm lên chặn, một âm thanh lớn vang lên, bảo kiếm có được sức mạnh thực sự, cắt trường thương của Tát Ma thành hai đoạn nhưng lực cực lớn chân tới cũng khiến miệng Lưu Vân hơi đau. Trong một khắc khí huyết cuồn cuộn, Tát Ma giơ đoạn thương gãy trong tay lên, thừa cơ đâm vào ngực Lưu Vân, vang lên một tiếng, tuy rằng cây thương chỉ còn lại một nửa đoạn, nhưng mạnh mẽ chuyển tới, xương sườn đã gãy đọa Hồ Mị Nhi ghét lớn, Lưu Vân, nàng muốn phát ra ngân châm tương trợ, nhưng Lưu Vân đứng ở trước mặt nàng, thân ảnh quay cuồng không thôi, thật sự không dám xuống tay. Lưu Vân tuy có côn luân kiếm pháp ảo diệu, nhưng thời gian học ngắn ngủi, chưa thông hiểu đạo lý, tuyệt kỵ kiếm mang càng là mới được diệu ngộ trước đó, nếu không phải liên tục hành hiểm, tấn công bừa bãi, lại dựa vào uy danh kinh hách quần hùng của Trác lăng chiêu, mới có thể chiến đến thời khắc này. Nếu không các cao thủ ảo ảo sông lên, đám người cao thiên thành, cao thiên nghiệp, cộng thêm tát ma, sớm đã giết hắn. Tát ma có lý nào buông tha, thấy Lưu Vân bị thương, mũi kiếm rủ xuống đất, thừa cơ muốn tóm lấy người ném xuống cầu, Lưu Vân thấy tát ma đang nghiêng về phía mình, trong nháy mắt gầm lên điên cuồng, tuyệt kỹ kiếm mang lại lần nữa phát ra, kiếm thế dựng thẳng, quang mang phun ra nuốt vào không chừng, bảo kiếm dâng lên tinh quang ba thước, lao thẳng về phía cường địch. Tát ma không dự đoán được hắn còn có thể dùng ra kiếm mang, vội vàng lăn người về phía sau, trên tay bắt lấy một quân tốt chắn giá nghe được một tiếng thảm gào lá chắn quân tốt đã bị mổ ra kiếm mang sắc nhọn xuyên qua tấm khiên con người đâm chúng yêu ma gian ác kia trong giây lát xuyên thấu qua ngực đã khiến hắn trọng thương hai đại cao thủ đều bị thương nặng thở dốc không ngừng lúc này lư vân ngực bị thương kiếm mang càng hao tổn nội lực sau nhiều lần phát động không chỉ ngực bị thương mà khí lực đan điền cũng đã bị suy yếu thấy tát ma cách mình một trường, tùy thời còn muốn trở lên Lưu Vân cởi quần áo dính máu, lau máu trên mặt, nhìn Hồ Mị Nhi, hỏa nhã nói, Hồ cô nương, Lưu Vân cầu cô một việc. Hồ Mị Nhi ôm trẻ con, khóc giọng nói, ngươi, ngươi muốn làm gì? Lưu Vân đưa Ngọc Tỷ ra, thấp giọng nói, nếu cố gia lão gặp nạn, thỉnh cô dùng Ngọc Tỷ để cứu mạng họ. Hồ Mị Nhi riêng giọng nói, vì sao muốn ta cứu? Ngươi, ngươi không đi sao? Lưu Vân nhịn khóc, nói, thực xin lỗi, thời đại này không thể dung được loại người như ta. Ta phải đi, Hồ Mị Nhi cả kinh nói, ngươi, ngươi nói cái gì? Lư Vân nước mắt cuồn cuộn nói, thỉnh cầu truyền cáo cố tiểu thư, nói Lư Vân mệt mỏi, đã đi đến một nơi rất xa, mong nàng chớ lo lắng. Hồ Mị Nhi biết hắn muốn tự sát, nhìn không được khóc lớn, thét to, không được. Người không thể chết được. Lư Vân cúi đầu, đưa lưng về phía Hồ Mị Nhi, nhẹ giọng nói hồ cô nương đi về bên người nhà đi 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 hồ mị nhi bi thống chỉ là không chịu đi thỉnh lình nghe lư vân hét lớn đi hồ mị nhi che mặt khóc chạy về phía bờ bên kia lư vân đưa mắt nhìn lại vừa thấy nàng đến nơi hất thời bật hơi dương giọng kiếm mang hiện lên chém thật mạnh xuống một tiếng sắc bén vang lên cây cầu chắc chắn kiếm mang công lực không thuần thế nhưng vô pháp một lần chặt đứt. Lưu Vân vận dụng nội lực còn sót lại, quán hận lại chàm, cầu treo tuy rằng thật lớn, lại cũng không chịu nổi hai phiên chém động, nhất thời tấm ván gỗ vỡ vụn, dây thép banh đoạn, vỡ ra hai bên. Đoạn kiều nứt toạc, nội lực Lưu Vân đã cạn kiệt, là người đầu tiên rơi xuống, chúng quân tốt bỏ chạy, nhưng khi nhận ra chân mình trống rỗng, đều lớn tiếng kêu thảm thiết, lần lượt rơi khỏi cầu. Tát ma không ngờ rằng Lưu Vân sẽ tự sát, hắn kinh hãi dùng hết sức lực nhảy về phía trước, nắm lấy sợi dây dưới cầu gãy, tránh được tử kiếp. Thánh nhân bất tử, đạo tặc không ngừng, giờ phút này yêu ma có thể tồn tại, Lưu Vân thân mình rơi xuống, vô tình dựa vào cú vồ của Tát ma, khiến hắn tông vào dây cầu, nhất thời thân mình lắc lư, treo lơ lửng giữa không trung, bị một sợi dây đứt cuốn lấy. Hồ Mị Nhi theo hò ném đứa bé cho gì thét to, Lư Vân. Bò lên, mắt thấy Lư Vân dường như sắp ngất đi, nàng hét lên với những nữ tử phía sau tỉ. Các người mau tới giúp ta, chúng nữ tử kinh hoàng không thôi, một người tiếp một người, nắm lấy mắt cá chân của Hồ Mị Nhi, treo nàng bên vách đá. Hồ Mị Nhi cách Lư Vân vài thước, duỗi tay vài lần đều không thể chạm đến hắn, nhất thời thét to, Lư Vân. Người tỉnh lại. Lưu Vân sử dụng chiêu thức kiếm mang cuối cùng, không còn chút khí lực nào, nghe thấy tiếng gọi, hắn chỉ ngừng đầu nhìn Hồ Mị Nhi một lát, sau đó lại nhắm mắt lại, Hồ Mị Nhi hét lên, Lưu Vân. Lên đi, người đi lên, người không lên, ta sẽ đi giết chết cố tiểu thư. Người đi lên, đi lên, Lư Vân miến cưỡng mở mắt, chậm rãi hướng về phía trước leo lên, hắn vươn tay, nhưng vẫn cách Hồ Mị Nhi hai thước. Hồ Mị Nhi hét lên, đổ mốc. Rồi kiếm lại đây. Lư Vân nhìn trường kiếm bên hông mình, về hắn mơ mơ màng màng mà dơ lên trường kiếm. Lưỡi kiếm tiến về phía Hồ Mị Nhi. Bách Hoa Tiên từ không màng đau đớn, dùng lòng bàn tay ấn vào mép, năm ngón tay kẹp chặt thân kiếm. Nàng miễn cưỡng chống được, cắn răng nói, nhanh lên, tay ta đau. Lư Vân tay phải giữ chặt chuôi kiếm, nỗ lực hướng về phía trước. Hồ Mị Nhi đau đến nước mắt lưng chồng khóc dòng nói, mau. Mau, Lư Vân đang muốn hướng về phía trước leo lên, đột nhiên mắt cá chân căng cứng, đã bị kéo người lại. Lư Vân cúi đầu, người nọ chính là Tát Ma. Hồ Mị Nhi trong lòng đầy hận ý, tay trái móc ra ngân châm, dùng hết phi xuống dưới, chỉ là lòng bàn tay đau đớn, thân mình treo ngược, lại không thể phi chính xác, ném liên tiếp năm cái đã chẳng còn gì trong tay cả chỉ là bàn tay càng ngày càng đau đớn, bỗng nghe ầm vang một tiếng, cây cầu gãy quá sức, đã muốn sụp đổ, thân mình Lưu Vân lại rơi xuống thấp hơn nửa thước, Hồ Mị Nhi hoảng sợ, thét to, đi lên. Đi lên, khi kêu gọi, một bóng đen bay lên, người tới không phải là Lưu Vân mà lại là Tát Ma, hắn cuồng thanh cười to, định lao tới tóm Hồ Mị Nhi, chỉ sợ tới mức nàng hoa dung thất sắc. Liền vào lúc này, mắt cá chân của tát ma căng cứng, lần này đến lượt hắn bị Lư Vân bắt được. Lư Vân dương mắt nhìn lên, gượng cười với Hồ Mị Nhi, lập tức dùng toàn lực đá vào cây cầu gãy, một tiếng ẩm ấm lớn, hai người cùng rơi xuống sơn cốc, đảo mắt vô tung vô ảnh. Hồ Mị Nhi bị treo ngược trên rìa vách đá, môi anh đảo hé mở, tay cầm vân mộng trạch, đáng thương Lưu Vân sớm đã biến mất không dấu vết. Hồ ra tìm lại lôi kéo Hồ Mị Nhi, đầu tiên là sức nặng của Lưu Vân, sau đó là thân hình to lớn của Tát Ma. Dù lúc này hai gã nam tử tuy đã rơi xuống nhưng trung nữ đã cả người mệt mỏi. Không còn sức lực để kéo người lên. Hồ Mị Nhi ngơ ngác nhìn hẻm núi, trong lòng mờ mịt, không biết tại sao, đột nhiên cơ thể nhận được một lực mạnh, thân hình cấp tốc bay lên, trên vách đá lại có người ra tay tương trợ. Hồ Mị Nhi lúc này giống như si ngốc, được người ta cứu lên, chỉ ngơ ngác nằm xuống, mờ mịt nhìn phía tứ phương, đột nhiên nhìn thấy tất cả những người già phụ nữ và trẻ em đều quỳ trên mặt đất, không biết chuyện gì đã xảy ra. Hồ Mị Nhi nghi hoặc, chỉ bò về phía trước, lúc này một luồng lạnh lẽo ập vào cổ họng cô, nghe thấy khẩu âm già nua nói, "Hồ cô nương, chúng ta lại gặp mặt." Hồ Mị Nhi nghe khẩu âm rất quen thuộc, vội vàng ngẩng đầu nhìn, thấy một hắc y lão giả đang ngồi xổm bên cạnh trên mặt đeo một chiếc mặt nạ, tay phải cầm kiếm, tay trái cầm ngọc tỷ. Hồ Mị Nhi hai mắt đẫm lệ mông lung, thấp giọng nói, ngươi, lại là ngươi. Người này chính là hắc y vô danh lão nhân đã nhìn thấy đêm đó, sứ giả địa ngục đã gần kề. Hồ Mị Nhi tâm như cho tàn, yếu ớt ngã xuống đất chờ bị giết, chợt vào lúc này mắt thấy rõ ràng. Thấy bên vách núi còn có một hắc y thân ảnh khác, người nọ thân thể thô tráng, tay trái rút kiếm, mũi kiếm xuyên qua tã lót của đứa bé, nhấc nó lên không trung. Đứa bé A à Tú giống như tình yêu cuối cùng của Lưu Vân, Hồ Mị Nhi như bị đâm một kiếm, hoảng thanh khóc dòng nói, đừng giết nó. Đừng giết A à Tú. Hắc y lão nhân đè Hồ Mị Nhi xuống, trầm giọng nói, an tĩnh chút, chủ công tới. Hồ Mị Nhi góc dòng nói, đừng giết nó, đừng giết nó, chấn kinh quá độ, đã như điên khùng. Lúc này, từ bên kia vách đá vang lên tiếng kêu thảm thiết hồ mị nhi ngã xuống đất nàng có thể nhìn rõ sương sớm mù mịt một thân ảnh to lớn đang bước đi tới từ bên kia dưới làn hơi nước người khổng lồ gầy và cao ước chừng mười trượng dường như thật là ma quỷ địa ngục hiện thân quan binh đối diện hẻm núi sợ hãi đến mức lần lượt quỳ rạp xuống đất không người dám cử động hồ mị nhi vinh ngạc tim gần như ngừng đập Hồ gia nam nữ già trẻ kinh hồn táng đảm, sợ hãi run rẩy. Cự ảnh hiện thân, hai gã hắc y nhân nhất thời mặt hướng hẻm núi đối diện, tựa hồ ở nghênh đón ma thần đã đến. Người khổng lồ đi đến hẻm núi thì bất ngờ rơi xuống, một bóng đen khổng lồ từ trên trời rơi xuống, phát ra tiếng nổ lớn, đỉnh đầu đập vào mép vách đá. Hồ Mị Nhi giật sốt, vội vàng nhìn sang chỉ thấy người khổng lồ hoàn toàn không phải là người khổng lồ mà là hàng chục vị la hán, giống như cây cầu người, trong nháy mắt bắc qua hai đầu hẻm núi. Hồ Mị Nhi toàn thân run rẩy, thở hổn hển, các ngươi, các ngươi rốt cuộc là, là người nào? Hắc y lão nhân khẽ mỉm cười, cởi mũ chùm đầu ra, lộ ra khuôn mặt trầm ổn mạnh mẽ, Hồ Mị Nhi trong mắt thấy được rõ ràng, người này đúng là người trước đây đứng thứ hai côn luân kiếm hàn kim lăng xương. Hồ Mị Nhi không ngờ người này lại còn sống, không khỏi ha miệng kinh ngạc, quay đầu nhìn người khác, chỉ thấy người đó cười lạnh, cũng cười mặt nạ ra, bàng hoàng khi thấy người này trên mặt đầy sẹo, lại là bạo hán hung ác tàn bạo nhất, kiếm cổ đồ lăng tâm. Hồ Mị Nhi hãi, nhớ tới Lưu Vân đã chết, những yêu ma quỷ quái này đều xuất hiện, không khỏi bật khóc. Đông, thông, đông, đúng lúc này, bên kia tiếng trống ầm ầm vang lên, át đi tiếng khóc của Hồ Mị Nhi, tiếng trống đột nhiên vang lên, chúng nư trên vách núi đều kinh nghi bất định, ngưng mắt nhìn lại, hẻm núi đối diện lại có một bóng hình chậm rãi đi tới. Hỏa thần Trúc Dung, mạo như thiên tiên, bóng người kia thân xuyên bạch y, sương mù mờ ảo, làm người lần cảm kinh sợ, hắn dẫm qua vô số người dưới chân, nhưng không ai cảm thấy khó chịu, càng không người phát ra câu oán hận. Kim lăng xương thấy bóng trắng kia, thoáng chốc quỳ một gối xuống đất, đôi tay cao nâng ngọc tỉ, đổ lăng tâm cũng quỳ trên mặt đất, bưng đứa bé trên đầu. Bạch y nhân bước lên vách đá, hắn không thấy hỉ nộ, ánh mắt dịch chuyển, cầm lấy ngọc tỉ, sau đó mở ra một bảng vàng, kim lăng xương từ trong lòng lấy ra mực đóng dấu, dơ lên cao quá đỉnh. Bạch y nhân cầm ngọc tỉ ấn vào mực đỏ, ấn thật mạnh vào bảng vàng. Phụng thiên thừa vận hoàng đế chiếu rằng trẫm tiến hành đại thống nhất phục lại ngôi vị hoàng đế khâm thư bạch kinh nhân mấp máy môi khẽ mỉm cười nhìn hồ mị nhi sau đó lấy ra một tấm lệnh bài ném qua lệnh bài rơi xuống gấu váy của nàng hai mắt đẫm lệ mông lung lệnh bài khắc thể chữ triện ghi sáu chữ to chính thống vương triều chi lệnh hồ mị nhi ngồi ngây người cũng không biết chính mình sống hay chết liền vào giờ phút này kêu lên một tiếng quần áo phía trên bị xé rách, bộ ngực ớt nhũ trần trụi, trong giây lát, cánh tay phải truyền đến một cơn đau đớn tê tâm liệt phế, mùi khét sông vào mũi, Hồ Mị Nhi đã ngã nằm trên mặt đất, những lời cuối cùng trước khi nàng bất tỉnh là một lời an ủi từ bạch y nhân kia. Hoàn nghênh ngươi, gia nhập đội trấn quốc thiết vệ của ta, từ đây lục lực vi quốc, cộng hiệu hoàng mệnh. chương 8 lưu đầy, trời xanh A, à. từ trên cầu rơi xuống. Lưu Vân muốn chết, nhưng không chết, hắn rơi xuống nước. Dòng chảy xiết ầm ầm kích động, Lưu Vân ở trong nước quay cuồng, hắn toàn thân mệt mỏi, va vào một tảng đá lớn, không tránh được, đánh dầm một tiếng, lưng va vào tảng đá lớn, đau đến mắt hắn đầy sao xẹt, nước lạnh sộc vào miệng mũi khiến ngực hắn bị chèn ép khó chiêu, đang lúc hít thở không thông, sóng to đánh tới, thân mình bay lên giữa không trung, Lưu Vân trong mắt có thể thấy rõ mình đang quay cuồng trong sóng dữ, những đợt sóng trắng xóa cuồn cuộn không ngừng. Sông bạch thủy trải dài mấy trăm dặm, không biết sẽ cuốn hắn đến nơi nào. Lưu Vân rốt cuộc sợ hãi, khóc kêu lên, cứu mạng a! À. Tiếng chưa tắt, thân mình lại đã rơi vào trong nước, dòng chảy xiết gập ghềnh kéo hắn về phía biển khổ vô biên. Thế nước càng lúc càng nhanh, thân mình càng ngày càng chìm xuống, một dặm lại một dặm, có ánh sáng, có bóng tối lúc trên mặt đất, lúc dưới lòng đất, một tảng đá thật lớn xuất hiện bên cạnh, chân chính khi kề bên tử vong, hà muốn sống lại trào dâng mãnh liệt, hắn tự biết sinh từ tất cả tại nhất cử, lập tức vung tay trái ra, chộp lấy tảng đá, thoáng chốc kêu thảm thiết một tiếng, nước rót vào ít hầu, gai nhọn trên tảng đá cũng đâm thủng lòng bàn tay, cơn đau dâng lên, nội lực của Lưu Vân cũng được kích phát đầu. Vô tuyệt tâm pháp đột nhiên trở nên dính chặt, Lưu Vân điên cuồng dùng sức, kháng cự dòng chảy xiết vô biên, cả người ướt mềm, cuối cùng cũng leo lên được tảng đá. Đây là đâu? Địa ngục? Thiên đường? Giỏi mắt nhìn xung quanh, ba mặt là nước, trước mặt là bầu trời, một mình đang đứng trên đỉnh một thác nước khổng lồ. Dưới chân kinh tâm động phách, một thác nước ở bên cạnh, thác nước không biết cao mấy trăm trượng, hơi nước tràn ngập, vọng không thấy đáy. Lư Vân lòng tràn đầy ngạc nhiên, lại lần nữa kêu thảm thiết, chỉ là trong tai ầm vang vang lớn, giấu tiếng kêu của hắn đi. Lư Vân dẫm chân trên tảng đá đơn độc, dưới sự kinh hãi không khỏi bật khóc lớn. Trong lúc đang kêu khóc bỗng nhiên có người tới. Chỉ thấy một thân ảnh thật lớn nằm bên cạnh thác nước, mắt có thể thấy rõ đó không phải là vị cứu tinh gì, mà là cường địch tát ma của mình. Lư Vân trong đầu trống rỗng, không biết có nên cứu hắn hay không. Mắt thấy tát ma sắp vọt tới tảng đá bên cạnh, khoảng cách chỉ còn năm thước. Yêu ma kia liều lĩnh phất tay, tựa muốn chính mình cứu hắn, nếu nhẫn tâm không kéo, ác đồ này sẽ rơi xuống thác nước khổng lồ. Năm thước, bốn thước, ba thước, hai thước, Lưu Vân đột nhiên bò nằm xuống trên tảng đá, ra sức duỗi tay, tay phải duỗi ra, hét lớn một tiếng, đã tóm được cánh tay của tát ma, hai người đồng thanh giận kêu con trâu lớn phi thân bay lên, lăn xuống phía trên tảng đá. Đồ đệ cực ác và sứ giả nhân từ cùng nhau đến rìa địa ngục, hai người nhìn nhau, cách xa nhau không đến ba thước, bốn chân đều nhũn ra, cả hai đều thở hồn hền. Lư Vân cũng không biết chính mình vì sao phải cứu hung đồ này, có lẽ là tình huống quá mức làm cho người ta sợ hãi, chính mình lẻ loi một mình, trong lòng thật sự quá sợ. Hắn mắt nhìn tát ma, đang muốn nói chuyện, bỗng nhiên ác đồ kia mắt lộ ra hung quang, hắn nhìn đi nhìn lại dưới chân, sau đó dương mắt lên hung tợn nhìn mình, khóe miệng nở nụ cười nham hiểm. Lư Vân tỉnh ngộ, thầm nghĩ, ta thật ngu ngốc, tảng đá lớn này kích thước chỉ bằng một chiếc bàn tròn, sao có thể chứa được hai đại hán, hắn muốn đẩy mình xuống. Quả nhiên tát ma cuồng khiếu một tiếng, đánh thẳng về phía mình, Lư Vân vừa kinh vừa giận, vòng ân phụ nghĩa đề tiện vô sỉ, giờ đầu gối tung trường, liền lấy vô song liên quyền trông đỡ, một thân cao chín thước, một than cao tam thước nhị tức, hai đại hán đánh nhau từ trên cầu đến tận chân vách núi, cho đến thời khắc sinh tử mấu chốt, vẫn đang rằng co nhau. Chỉ là xương sườn của Lưu Vân đã bị gãy, ngực của Tát Ma cũng bị đâm thùng chảy máu, cả hai người đều bị thương, nội lực yếu ớt, đánh đến tuy rằng hung ác, lại không thấy tuyệt chiêu kinh thiên động địa gì chỉ đang dãy giụa như điên. Vặn vẹo lan đánh, trong chốc lát tát ma đầu ngâm mình ở trong nước, a à a à kêu cứu, trong chốc lát lư vân treo mình ngoài thác nước, ai ai khóc nỉ non, hai người dùng chiêu thức hung hãn tấn công đối phương, lòng tràn đầy hận thù, đột nhiên nơi xa truyền đến một tiếng ầm ầm lớn, hai người rằng co bỗng đồng thời dừng lại. Hai đại hán tức giận quay mặt về phía xa, nhìn thấy những đợt sóng trắng xóa phía chân trời, Cột nước cao khoảng chục trường, dòng nước như bức tường cao, lao thẳng về phía mép thác. Hai người hét lên, đều hoàng đến khóc, trong phút chốc cùng nhau bò về phía trước. Từng người ôm chặt tảng đá, nước vọt tới, miệng mũi đều bị bao phủ. Thế nước vô cùng cao, kinh lực cường bảo, hai người toàn thân đều bị bao phủ. Mỗi người dùng mười ngón tay bám chặt vào tảng đá thật đúng như khổ hình. Lư vân miệng mũi đều ngập nước, muốn khóc cũng không thể rơi nước mắt. Tát ma hận đến tâm hòa bạo chứng, lại cũng mắng không ra tiếng. Thời gian nửa chén trà trồi qua, nước lại càng dâng cao hơn. Mảy may không thấy biến mất. Lưu Vân ngâm mình ở dưới nước không thể thở được, tim phổi sắp nổ tung. Hắn dựa chặt vào Tát Ma, bả vai con trâu xấu xí kia cũng đang run rẩy. Nghĩ đến cũng sắp chết. Lưu Vân cắn nát răng cửa. Đột nhiên tay trái nắm chặt tảng đá, tay phải ôm lấy chân Tát Ma, nhưng người về phía hắn, dùng răng cắn hắn hai người gần trong gang tấc thân mình đều ngâm dưới nước bị sóng lớn cọ rửa lư vân nheo mắt nhìn phía tát ma liên tục ngửa đầu ra hiệu cho hắn hắn đứng dậy thông khí yêu quái kia ngu mốc tột cùng không hiểu rõ ý của mình lư vân gần như ngất đi mặc dù đọc nhiều sách thánh hiền nhưng trong lòng vẫn nguyền rủa hắn hàng ngàn lần hắn không thể thở nên cố gắng hết sức để đầy bả vai cuối cùng tát ma cũng tỉnh táo lại hắn chậm rãi đứng dậy dựa vào lưu vân ôm cảng chân, lúc này mới không lao xuống thác nước. Tát ma cảng chân run rẩy, dường như hô hấp đến sảng khoái, nhưng yêu vật vô liêm sỉ này hút no khí rồi, nhưng lại không ngồi xổm xuống. Lúc này, Lưu Vân đã đặt cược, nếu Tát ma ích kỷ lạnh lẽo, chỉ lo thông khí cho mình, Lưu Vân sẽ bị chết đuối trong nước, chỉ là hắn một khi đã chết, Tát ma kia cũng sẽ ngập đầu theo. Lưu Vân thấy hắn thông khí đến sảng khoái, nhưng vẫn chưa mồi xổm xuống, đáng thương chính mình đôi tay dãy rủa trong phổi gần như không có chút không khí nào, lại qua non nửa khắc, rốt cuộc dầu hết đèn tắt, trong đầu dần dần trống rỗng, rốt cuộc tắt thở. Đột nhiên, thân thể hắn xuyên qua mặt nước, bị người ta nhấc lên cao, Lưu Vân kêu lớn một tiếng, thoáng chốc hung hăng hút vào một ngụm khí lạnh, nước mắt nước mũi chảy dòng, sặc khụ không ngừng, tuy nói dòng nước lũ cao ngang trời nhưng tát ma thân cao tay dài. Nhấc mình lên hắn vẫn có thể thở được. Lư Vân giờ khóc giờ cười, gần như liều mạng thở dốc, không biết qua bao lâu, trong lúc sung sướng, đột nhiên cảm thấy thân thể tát ma khẽ run lên, tưởng mình sắp chết, Lư Vân hít một hơi thật sâu rồi chìm xuống nước, nhấc tát ma lên. Nước lũ kéo dài một canh giờ, rốt cuộc biến mất. Hai cường địch sinh tử uống đầy nước trong bụng, từng người ngã vào trên tảng đá đồ đệ cực thiện và đồ đệ cực ác gắn chặt thân mình vào nhau, giống như hai con chó nhà có tang. Bên cạnh địa ngục không có thị phi hắc bạch, kẻ ích kỷ ti tiện, hẳn phải chết, kẻ cố chấp chọn thiện, hẳn phải chết. Muốn sống sót phải vượt qua thiện ác thị phi. Sắc trời dần tối, trăng sáng trên cao, cố đêm kêu khắp nơi, hai bên bờ sông vượn kêu hò, hai người vẫn không còn sức để gượng dậy, chỉ dựa vai gần nhau, mỗi người một chân treo bên ngoài tảng đá, một tay cầm một hòn đá nhọn. Đều đang tĩnh dưỡng khí lực. Khi đang ngủ, đột nhiên tát ma ngủ mơ xoay người, dùng củi trỏ đánh vào mặt Lưu Vân, khiến hắn chảy máu mũi tại chỗ, nhìn áp hán này hung bá đến vậy, ngay cả trên bệ đá cũng kiêu ngạo như thế, Lưu Vân trong cơn giận dữ. Dùng đầu gối đập thật mạnh vào eo của tát ma. Hai người hét lớn một tiếng, từng người xoay người nhảy lên, liền lại bắt đầu hiệp thứ hai chém giết. Hai bên rằng co dữ dội, thỉnh thoảng dùng đá ném vào nhau, chỉ là hai bên thể lực chưa phục, đánh tới không khỏi hữu khí vô lực, sau khi đánh nhau lại càng cảm thấy đói bụng, cuối cùng quần quải vùng vẫy một hồi, từng người đều dừng lại. Mỗi người chiếm một góc tảng đá, ngồi xổm ngồi chừng mắt, nhìn nhau như chó dài. Lư Vân đói bụng, xương sườn đau đớn, lại hận lại bi, không khỏi nổi giận mắng. Tại sao? Tại sao ta phải ngươi xuống địa ngục cùng một con chó điên như ngươi? Hắn giơ món tay lên trời cao, điên cuồng hét lên nói, ông trời. Mắt ngươi mù rồi sao? Ngươi thật đáng ghét, hắn kêu đến khàn cả giọng, ông trời tất nhiên không nói gì, ngay cả Tát Ma cũng lười trả lời hắn, chỉ cúi đầu liên tục thở dốc. Nhìn vết thương trên ngực Tát Ma trầm trọng, bị kiếm mang chọc ra huyết động sâu đến một tấc xem ra vết thương còn nghiêm trọng hơn của mình. Lư Vân cười lớn, chỉ tay vào Tát Ma, quát, ác nhân. Người rốt cuộc đền tội đi, Tát Ma phát ra một tiếng rít trong hơi thở, vết thương hẳn đã lan đến phổi, nghĩ đến người này gian sát phụ nữ, không chuyện ác nào không làm, Lư Vân càng nghe càng khoái ý, người này trước khi chết cha tấn càng nhiều, ông trời càng mở mắt. Lập tức cười tùm tìm nhìn cường địch, trong miệng hi hi ha ha cũng giống như điên khùng. Trong lúc giằng co, chợt thấy một đạo kim quang bay tới, Lư Vân khẽ kêu một tiếng ngưng mắt nhìn lại, chính là một quái ngư nửa chết nửa sống, nhất thời mừng như điên kêu gọi, trời dáng cam lộ. Tát ma cũng như hồ rình mồi, mỗi người chiếm một góc, nắm lấy đầu vai nhau, cả hai chờ đợi để hạ gục bắt cá. Con cá trôi nhanh đến giữa sông, đột nhiên trôi sang bên trái, nhưng lại hướng về phía Lưu Vân, Tát ma vừa kinh ngạc vừa ghen tỉ, trong miệng phát ra gào rít giận dữ. Lưu Vân làm bộ tay phải vung ra nhưng lại vớt bằng tay trái. Không cần tốn nhiều sức đã cầm quái ngư vào tay. Hắn thấy con cá dài khoảng một thước, thật sự rất lớn. Có thể cầm cự được mấy ngày, lập tức há miệng cắn, thịt cá phì nộn, dầu trơn no đủ. Ăn vào trong bụng càng ấm áp dễ chịu, nghĩ đến còn có thể cường thân bổ thể. Lưu Vân ăn đến vui vẻ tát ma tất nhiên là kinh giận đan sen, lập tức duỗi tay cướp đoạt, chỉ là trên người hắn bị thương nặng, máu chảy quá nhiều, hai tay cùng phát lực, lại bị Lưu Vân một tay chế trụ, chỉ có thể trơ mắt nhìn thịt cá vào miệng người khác, nuốt vào bụng chỉ còn là nước bọt. Con cá rất lớn, Lưu Vân không thể một mình ăn hết, chỉ là con cá này được liệt vào món ăn chân quý đưa vào ngự thiện, nên phải bảo quản nó cho bữa sáng, bữa trưa, bữa tối ngày mai hắn ôm cá lớn vào lòng ha ha cười nói trời xanh chiếu cố đến ngưỡng mỹ thực tối nay có thể ngủ ngon tát ma lại đau lại hận thực sự bắt đầu khóc ăn no liền ngủ đây là đêm đầu tiên trong hành trình địa ngục nhìn thấy tát ma bị thương nặng lư vân không sợ bị hắn đánh lén lập tức ngã xuống tảng đá duỗi thẳng tay chân ngủ ngon tát ma vài lần ra tay cướp đoạt thịt cá nhưng hắn trên người bị thương nặng thể lực dần dần suy yếu, lần nào cũng bị Lưu Vân kẹp đầu đánh, nhìn yêu ma kia một đời kiêu ngạo, giờ phút này lại giận mà không dám nói gì, chỉ có thể co do trên bệ đá, chật vật chống đỡ. Lưu Vân cười ha ha, thứ nhất lòng tràn đầy xúc động phẫn nộ, thứ hai mệt mỏi đã cực, không có ý định nghĩ tới ngày mai, trong cơn mê mang đã ngủ say, ngủ đến nửa đêm, phảng phất quay trở về kinh thành, được người trong lòng quan tâm khóe miệng hắn mỉm cười, tất nhiên là ngủ đến mơ màng, đang muốn xoay người, ngón tay đột nhiên lạnh buốt, đã bị ngâm vào trong nước, một lực mạnh kéo tới suýt chút nữa thả hắn xuống, Lưu Vân bừng tỉnh lại, lại nhìn thấy thác nước địa ngục khổng lồ. Thác nước treo khổng lồ chốt xuống không ngừng, trong bóng đêm hơi nước đầy trời, chiếu ra một mảnh ánh trăng mờ nhạt, lại là thập phần mê mang. Lư Vân kinh ngạc cười khổ, hắn ôm đầu ngồi xổm đưa mắt nhìn sang tát ma dựa gần chính mình cũng đã ngủ say nhìn người này thương thế trầm trọng đang thở dốc không ngừng kẹp giữa tiếng nước chảy ầm ầm khiến người ta cảm thấy phiền loạn lư vân lấy một vốc nước lau mặt quay người nhìn về phía bờ chỉ thấy hai bờ cách đây một dặm nước đang đổ xuống mặt sông to lớn dòng nước tất nhiên là chảy xiết vô cùng lúc này bất kể hắn là ai dù là đế vương khanh tướng vương đồ bá nghiệp chỉ cần có thể vào bờ, ngã vào mặt cò ngủ, đó sẽ là niềm vui kim bảng đề danh. Lư Vân đột nhiên nghĩ, có lẽ mình có thể bơi qua. Hắn nghiêng thân trên ngâm mình trong nước, đột nhiên một lực mạnh cuộn tới, suýt chút nữa cuốn hắn xuống. Nhìn thấy nước chảy xiết như thế, nước lũ từ trên cao lao xuống, lực đạo to lớn, hơn bất cứ trưởng lực cao thủ nào của thế gian. Lư Vân sầu thảm lắc đầu, thầm nghĩ, nơi này cách xa bờ như vậy, thế nước lại mạnh, ta không qua được. Hắn ngơ ngác hồi lâu, muốn mạo hiểm xuống nước, nhưng lại không dám, nhất thời chỉ có thể nhìn về trên bờ nơi xa, trong lòng phiền muộn dị thương. Hắn nhìn xuống sông, chợt nhìn thấy một tảng đá khổng lồ khác cách đó hơn 10 trượng, hình dáng giống như một hòn đảo, ước chừng hai ba mươi thước vuông, địa thế rộng mở, càng diệu chính là chỗ đó đá cao ngất, cao hơn rất nhiều chỗ này. Lưu Vân nghĩ đến thảm trạng ngày hôm qua khi nước tràn xuống, tự biết nếu muốn sống phải tìm cách đến hòn đảo kia. Xét thấy hai nơi cách nhau mười trưởng, có thể có cơ hội vượt qua sông. Đang xem thì nghe thấy tiếng trâu giống bên tai, tạt mà nghiến răng nghiến lợi, tám phần chắc lại đang ăn thịt người. Lư Vân lắc đầu nghĩ, trên đời này người xấu nhiều như vậy, An Đạo Kinh, La Ma Thập, Trác Lăng Chiêu đều là người xấu, nhưng không ai xấu bằng tên này nhân thế gian, mạnh sống yếu chết, mạnh là đúng, yếu là sai. Chính mình không biết đã bao nhiêu lần chứng kiến tát ma cưỡng gian dân nữ, sát sinh vô số, hắn là hung đồ cực ác giết người không có nửa phần đạo lý. Mạnh tử cho rằng nhân tính bổn thiện, tuân tử nói nhân tính bổn ác, nhưng hiếm thấy người xấu như vậy. Lư Vân lắc đầu thở dài, trên đời sao có loại người như vậy? Lòng chắc ẩn, người người đều có, An đạo kinh ác là bởi vì thấy lợi quên nghĩa, la ma thập ác là bởi vì tham mộ hư danh, nhưng yêu ma này không hề có nhân tính, rồi đạo lý là gì? Chẳng lẽ hắn trời sinh đã là kẻ xấu sao? Đảo mắt lại, thấy tát ma đang ôm ngực mình, tuy trong lúc ngủ mơ vẫn cuộn tròn, nghĩ đến lá phổi hắn bị đâm một lỗ, lúc hít vào thở ra, nhất định thống khổ dị thường. Nghĩ đến thiên đạo luân hồi, ông trời đang tra tấn ác nhân này. Lư Vân cười khổ, vuốt ve xương sườn đau nhức của mình, nếu thật sự có thiên đạo gì đó, Lư Vân đã làm chuyện xấu gì mà đáng bị như vậy. Không đạo lý, trời cao căn bản không đạo lý. Lư Vân cười khổ che mặt, ngơ ngẩn nhìn Tát Ma đang nhìn, đột nhiên thở dài một hơi, nhìn thấy trên áo trong của Tát Ma có thêu một con chim nhỏ, chính là áo trong thêu chim vàng mẹ hắn mua khi hắn còn nhỏ. Lư Vân khẽ mỉm cười, thầm nghĩ quần áo này đều là cho người nghèo mặc. Yêu ma này rất giàu có, cũng không chú ý quần áo. Hắn nhìn con chim nhỏ, nghe tiếng hít thở thống khổ của tát ma, trong lúc bất chi bất giác nhớ đến mẹ, nước mắt lưng tròng. Trời sinh vạn vật, chẳng lẽ thật là muốn cho mọi người tàn sát lẫn nhau sao? Thấy mình đọc nhiều sách thánh hiền, mới vừa rồi trên cầu một hồi đại chiến, chỉ vì cấp bức nóng này, không ngờ lại đi theo con đường cũ của chắc lăng chiêu, giết chết bao nhiêu người. Lư Vân nhìn Tát Ma, lòng tràn đầy mờ mịt, không khỏi thở dài. Nếu chính mình còn tại Trần Thế, có cơ hội giết chết người này, nhất định sẽ không buông tha cho hắn, nhưng hiện tại hai người cô thủ khổ đảo đã thành người cùng bị nạn thiên lao. Hắn nhìn thịt cá, ngơ ngẩn không nói. Nên làm như thế nào? Lư Vân cười khổ, lập tức cũng không hề nghĩ nhiều, duỗi tay lắc cánh tay Tát Ma, hét lớn: "Này! cho người ăn cá. Tát ma bị lắc một lúc lâu sau, đột nhiên hổ giống một tiếng, lúc này mới tỉnh lại, hắn trợn mắt nhìn Lưu Vân, ánh mắt hung ác. Lưu Vân cầm thịt cá đong đưa, hoảng nói, cho người ăn cá, cho người ăn cá. Đừng đánh nữa, Tát ma là người mông cổ, cũng không biết thông hiểu hán ngữ hay không, hưng thịt cá tư vị tươi ngon, chắc là hiểu được ăn chứ. Lưu Vân biết tên này ích kỳ bạc bẽo, nên không dám đưa toàn bộ cho hắn đứng dậy xé một miếng thịt cá há mổm a nói nào cho ngươi ăn một miếng trước tát ma hừ một tiếng quay đầu đi bộ dáng rất là khinh thường dù có muốn ăn cũng không chịu lư vân cười nói ngươi có cốt khí ta đây ném xuống nước tát ma lại hừ một tiếng lần này hắn há to miệng ngồi xổm trên mặt đất để mình được cho ăn như một con chó dữ Lưu Vân được môi vui trong cực khổ, nhịn không được cười ha ha, hắn cầm thịt cá, đưa đến bên miệng tát ma, nói, nào, cho người ăn, nhai chậm thôi. Tiếng chưa tắt, một cơn đau dữ dội truyền vào xương bàn tay, lại lớn tiếng kêu thảm. Lư Vân vội vàng rút tay trái ra, chỉ vì lòng bàn tay trái vốn đã bị thương lại bị tát ma cắn cổ tay. Lư Vân đau đến hoa mắt hỗn loạn, nước mắt nước mũi chảy dòng, khóc dòng nói buông ta ra. Buông ta ra, Tát Ma lại đầy mặt đắc ý, trong mắt hung quang hiện ra, nhìn vào hàng răng trên và dưới của hắn phát lực, muốn cắn đứt cổ tay Lưu Vân, trong cơn tức giận, Lưu Vân đang muốn giơ trưởng đánh vào đầu Tát Ma, đột nhiên tay trái chạm phải vật gì, không tự chủ được mà giật mình. Khó trách, khó trách người này chỉ biết gầm rú, thì ra là thế. Tát Ma trước đó đã bị Lưu Vân đánh rất nặng, sớm đã hận thấu xương, khó có được cơ hội tốt, muốn cắn tay trái của hắn thành từng mảnh. Đang định tăng lực cắn đột nhiên nghe thấy một tiếng thở dài, sau đó là cảm giác ấm áp trên chán, lại có người vuốt ve đỉnh đầu mình. Tát ma không biết cắn bao nhiêu người, khi cắn có thể nghe thấy tiếng kêu lớn và chửi bới, nhưng chưa bao giờ nghe thấy ai thở dài sau khi bị cắn. Tát ma lòng tràn đầy kinh ngạc, nhịn không được ngừng đầu lên, nhìn chằm chằm vào nam từ trước mặt. Ánh trăng chiếu giỏi chỉ thấy người nọ ánh mắt thương xót, đang cúi đầu nhìn mình. Tát ma, người không có đầu lưỡi. Tát ma không nói được, Lưu Vân cùng người này giao thủ vô số lần, lại chỉ nghe người này gầm rú, chưa bao giờ nghe hắn nói quá một câu tiếng người. Nguyên lai hắn căn bản không có đầu lưỡi. Hai người ánh mắt nhìn nhau, Tát ma há hốc miệng kinh ngạc. Lưu Vân rút tay trái ra, ngồi xổm trên mặt đất, nhẹ giọng hỏi, ai cắt đầu lưỡi của ngươi? mắt thấy lư vân ánh mắt mang theo thương hại tát ma đột nhiên điên cuồng hét lên một tiếng chỉ cúi đầu vẫn chưa đáp lời lư vân cầm thịt cá đưa đến bên miệng tát ma đốt cho hắn ăn tuy xương tay trái rất đau nhưng không hiểu sao hắn không còn sợ hãi nữa mà chỉ đốt từng miếng một tát ma ngơ ngác chỉ mở miệng ăn ánh trăng chiếu rọi thác nước khổng lồ trong dòng nước cuồn cuộn một người cho ăn một người ăn đều yên lặng không nói Ăn xong thịt cá, địch ý giữa hai người đã cởi bỏ không ít. Lư Vân liền nói, ngươi bị thương không nhẹ, để ta xem ngực của ngươi. Tát ma phun ra mù đờm, thiếu chút nữa bắn trúng mặt. Lư Vân mắng, hắc hắc hắc, ngươi ăn nửa con cá, bất quá muốn nhìn thương thế của ngươi, lại keo kiệt cái gì. Mắt thấy tát ma hở hững, Lư Vân vỗ hai tay, giả vờ kinh ngạc, ta hiểu rồi, hóa ra ngươi là một cô nương cho nên sợ ta coi, vừa nói vừa nheo mắt nhìn tát ma, thở dài, tát ma cô nương. Vãn sinh có lễ, tát ma giận dữ muốn điên, thoáng chốc bạo giống một tiếng, tự kéo quần áo ra, để lộ bộ ngực hùng tráng vô cùng. Lư Vân cười lớn, xem ra thình không bằng kích tướng, ngay cả với yêu quái cũng như vậy. Kéo quần áo lên, hắn có thể thấy rõ kiếm mang đâm ra huyết động sâu mấy tấc, thương thế lại không nhẹ, nếu không phải tát ma công lực thâm hậu thân thể lại cực kỳ cường tráng chỉ sợ đã sớm chết lư vân trầm ngâm không nói tự biết nơi đây không có thuốc và kim châm cứu thường thế nếu muốn khép lại chỉ sợ khó càng thêm khó hắn thở dài ngưng mắt lại xem khóe miệng cứng đờ thấy trước ngực tát ma có vô số vết thương nhỏ đã thành màu hồng nhạt nghĩ đến là bị thương khi còn nhỏ do bị đánh hoặc bị bỏng lại không biết là người nào làm thì ra là thế, mạnh tử nói nhân tính bồn thiện, tuân tử nói nhân tính bồn ác. Nhưng một người nếu bị cắt đi đầu lưỡi, đòn hiểm đến mình đầy thương tích, hắn sẽ biến thành bộ dáng gì? Hắn nhất định sẽ thù hận mọi người, phàm là đi bằng hai chân, nhất định đều phải giết chết bọn họ, ăn luôn bọn họ. Đây là tát ma. Lư Vân rơi lệ không nói, chỉ vì thế gian này đã trở nên quanh co và bất chính, không biết từ lúc nào mà quy củ tan biến đạo lý không còn, nhân tính chỉ có một chút lương thiện đã bị hận thù lấn át, sau đó hoàn toàn nghiêng lệch. Trải qua đêm nói chuyện không nói mà như nói này, Lưu Vân cũng ngừng đánh tát ma, trong lòng lúc nào cũng lưu ý, tìm cách trốn thoát. Tảng đá chỉ rộng vài mét vuông, hai người không thể không dựa lưng vào nhau hoặc ngủ cạnh nhau. Lưu Vân trong lòng hiểu rõ tát ma tuyệt không phải kẻ xấu bình thường, nếu phát điên hắn sẽ nhất định sẽ chộp mình ăn luôn. Cũng không thể thiếu cảnh giác Trên tảng đá sống một ngày bằng một năm Bất quá ba ngày qua đi Hai người liền đã khôn đốn Dù đang giữa mùa đông nhưng nắng rất nóng Thập phần nướng mặt Ban đêm gió lạnh lại càng như đau cắt Bất quá mấy ngày Đã cảm thấy sống không bằng chết May mà trong lòng ngực còn mang theo kiếm kinh của chắc lăng chiêu Ban ngày phơi nắng Ban đêm sinh ra lân quang Lưu vân liền nhân cơ hội nghiên cứu võ học cũng có thể tận hưởng trôi qua những ngày này. Tatma ma lại không may mắn như vậy, ngực hắn trọng thương, chậm chạp không thể khép lại, chậm rãi liền đã sinh mù. Lưu Vân biết miệng vết thương sinh mù là chí mạng nhất, lập tức đánh bảo dùng đá nhọn cào vết mù, đau đến hắn tê thanh kêu thảm thiết, lại vẫn không thay đổi được gì. Tới ngày thứ năm, ban đêm nghe yêu ma kia thở dốc, ban ngày sắc mặt đen tối dần dần tái nhợt, ngay cả gầm thét cũng không còn nữa. Lưu Vân trong lòng hiểu rõ nội trong mấy ngày nữa tát ma sẽ chết. Ngày đó cùng hắn chiến đấu kịch liệt, hắn không thể đem hắn chém thành hai đoạn, nhưng bây giờ lại trơ mắt nhìn hắn chịu khổ từng tấc cho đến khi chết. Chính mình lại không cách nào cứu giúp, chờ người này sau khi chết, giữa trời đất này cũng chỉ còn lại chính mình. Lưu Vân mở mịt rơi lệ, mới biết trong chớp mắt lòng đầy căm phẫn là bạc nhược cỡ nào. Tát ma lại không để bụng, Cuồng đồ này tuy biết mình sắp chết, nhưng thần khí vẫn thập phần bể nghệ, ánh mắt nhìn mình càng khinh thường, chắc hẳn đang cười nhạo mình là kẻ khiếp đảm nhu nhược. Hắn đại khái không sợ chết. Còn mình thì sao? Lư Vân nhìn chân trời mây đen, biết hai ngày tới sẽ có mưa lớn, hắn cúi đầu cười khổ, từ trong túi thắt lưng lấy ra chiếc khăn tay, hôn lên sợi tóc bên trong. Cũng được, trời sắp mưa, dứt khoát cùng nhau giải thoát đi, thế là xong. Chính ngọ ngày thứ hai trời bắt đầu mưa, mưa liên miên không dứt mấy canh giờ. Lưu Vân dù sao muốn chết, cũng lười để ý, sống lâu một khắc tính một khắc, chưa hôm đó bắt được một con cá chết ăn, thấy nước càng dâng cao, biết lũ lụt lại đến, chính mình hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Vào ngày đầu tiên rơi xuống thác gành, dựa vào tát ma cùng mình liên thủ, hai người mới có thể vượt qua cửa ải khó khăn, giờ tát ma trọng thương đe dọa, ốc còn không mang nổi mình ốc, nhìn thế nước mạnh như vậy, hai người đều phải cùng nhau tận số. Mưa lớn rơi xuống, mực nước càng lúc càng dâng cao, Lưu Vân nhìn thác nước khổng lồ dưới chân, tự hỏi nếu ngã xuống sẽ như thế nào, mấy ngàn vạn tấn nước lũ đè ở trên người, trước khi chết có phải rất đau không? Lư Vân trong lòng nổi da gà, nhìn bờ bên kia không người sống, hét lên, này. Ở đó có người không? Tiếng thác tuy lớn, nhưng hắn nội lực thâm hậu, tiếng kêu vẫn vang xa, nhưng chỉ kéo dài được một lúc lâu, cho đến khi hét lên khàn khàn nhưng không có ai đến. Xem ra nơi đây quá mức hoang vắng, tuyệt đối không thể có người tới. Lư Vân thở dài, quay đầu nhìn cô đảo cách đó mười trưởng, thấy chỗ đó địa thế cao lại rộng rãi, nếu có thể bay qua đó thì đó là kế lâu dài. Chỉ là bên cạnh thác nước, thế nước kinh người, mình không thể xuống nước được, cơ hội duy nhất là nhảy qua. Thế nước càng lớn, Lưu Vân tâm ý đã quyết, nói với Tát Ma, Lão Huynh, ta muốn đánh cuộc một phen, nếu ta chết, chính ngươi tự giải quyết cho tốt. Tát Ma tuy rằng bị thương nặng vô lực, nghe xong nói chuyện, tự mở to hai mắt, vẻ mặt ngạc nhiên, Lưu Vân phất phất tay, nói tạm biệt. Ở đó có cá, đói bụng thì tự ăn đi, nói đến đây, hắn không nhịn được cười. Hắn nhìn dòng nước chảy xiết hùng tráng tự biết mỗi bước đều là sinh tử huyền quan, hắn lấy khí lực lùi lại ba thước, mắt thấy lui không thể lui, đột nhiên điên cuồng hét lên một tiếng, ra sức nhảy ra. Một trường, hai trường, ba trường, bốn trường, năm trường, sáu trường, không được, bắt đầu rơi xuống, hoáng chốc bùm một tiếng, rơi vào trong dòng chảy xiết, ngực hắn cảm thấy như bị đập mạnh giống như bị một con trâu điên đánh, nước lũ ào tới, va chạm, đầy, áp bức lực đạo quá cương mãnh Giống như một bức tường đè lên tôi khiến bản thân không thể cử động được. Thân mình lập tức bị vọt trở về. Sức nước xô đẩy, thân mình mỗi một tấc đều chịu đựng lực hàng vạn cân. Lưu Vân biết mình sắp chết, không cam lòng, liên tục dãy rủa Hắn chợt nghĩ đến cố thiến hề, thoáng chốc huyết khí dâng lên, hai mắt mở to, ấn kiếm mang vận khí, hung hăng bổ ra một trường về phía trước. Trong giây lát, trường lực khuấy động một dòng nước, mặt nước trước mặt hắn lúc này tách ra, lại thực sự nhìn thấy được mặt trời. Lư Vân chấn động, vạn lần không thể đoán được thần kỵ kiếm mang thế nhưng có thể hóa với trường lực, trong sự kinh ngạc còn chưa kịp suy tư, dòng nước khép lại, lại đẩy hắn đến mép thác. Khi sắp chết, cổ tay của hắn đột nhiên như bị siết chặt, bị một bàn tay to lớn nắm chặt, bật hắn ra khỏi mặt nước, lăn trở lại trên đá lại chính là tát ma kéo mình lên. Thấy tát ma dùng sức quá nhiều, đã thở hồn hển không thôi, vô lực nhúc nhích, Lư Vân rong lòng cảm kích, lập tức điểm huyệt mát xa cho hắn, cơn đau giảm đi một chút. Hắn một bên giúp tát ma giảm đau, trong lòng lại âm thầm vui sướng, vừa rồi kiếm mang xuyên thủng mặt nước, mở ra một con đường sống. Nếu mình có thể luyện thành nội lực khai thiên tích địa của Trác lăng chiêu, có thể xẻ đôi dòng sông, xoay chuyển càn khôn. Đáng thương kiếm mang tuy mạnh, nhưng nước xa không cứu được lửa gần, sau giờ ngọ mưa càng lúc càng nặng hạt, hai người đều ướt đẫm, thấy nước sông dâng lên từng tấc. đêm nay vô luận như thế nào đều là một hồi trận đánh ác liệt, nếu không họ sẽ bị chết đuối, hoặc bị cuốn trôi dưới dòng thác. Lư Vân nhìn thác nước khổng lồ giống như vực sâu vạn trượng kia, hắn biết nếu như mình rơi xuống, hàng tỷ cân cột nước tất nhiên sẽ đè xuống đáy thác, không bao giờ nhìn thấy ánh sáng, ngẫm lại còn không bằng sống sờ sờ đâm chết tại đây trên tảng đá, còn dứt khoát hơn. Dù sao cũng là chết, không cần suy nghĩ gì nữa, Lư Vân cho Tát Ma ăn thịt cá xong liền nằm xuống nghỉ ngơi. Lúc chạm vảng, Lư Vân cảm thấy toàn thân ớn lạnh, tỉnh dậy thì thấy nước đã đến chân mình. Mặt đá càng nhỏ thì càng ít chỗ đứng, Lư Vân quay đầu nhìn Tát Ma, yêu ma này định lực thập phần hơn người, khi sắp chết, lại chỉ khoanh chân đà tọa, như thể đang tăng cường sức mạnh cơ thể. Lư Vân không có định lực tốt như vậy, hắn lòng tràn đầy lo âu, không khỏi đo lường thế nước, cảm thấy cứ mỗi 15 phút, nước lại dâng lên mấy tấc, dự đoán sau một canh giờ tất có nước lũ lao xuống. Quả nhiên, chưa đến nửa đêm, nghe được nơi xa ầm 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 vang lớn không dứt bên tai, trong phút chốc nước dâng cao đến ngang thắt lưng, tảng đá lớn chỉ là một điểm rừng nhỏ, còn lại đều bị dòng chảy xiết hủy diệt. Lưu Vân và Tát Ma mỗi người nhấc gót chân, dựa lưng vào nhau, tình thế trở nên vô cùng cấp bách. Lưu Vân nghiến răng kìm nước mắt, thầm nghĩ, thiến hề, thiến hề, ta sắp chết mất, nàng bây giờ đang làm gì? Nước càng ngày càng dâng cao, hai người không thể đứng thẳng lâu hơn, hai người xoay người lại nhìn nhau, mỗi người đứng bằng một chân. Lưu Vân cười khổ nhìn Tát Ma, Giờ phút này nếu muốn sống lâu thêm một lát, chỉ có thể đẩy đồng bạn của mình xuống nước, nếu không thì khó có thể sống sót. Lư Vân thầm nghĩ, ta nên làm gì bây giờ? Đẩy hắn xuống sao, tâm niệm mới động, tát ma đã giành trước động thủ, hắn bắt lấy Lư Vân, giờ hắn lên cao quá vai. Lư Vân thở dài, hắn nhìn phía vạn trượng vực sâu, thác nước khổng lồ trông giống như quỷ môn, tùy thời sẽ ăn luôn chính mình dù trong lòng rất sợ hãi nhưng giờ phút này lại có thể như thế nào? Cho dù đánh chết tát ma, nếu nước dâng lên trong chốc lát, chẳng phải cũng sẽ chết sao, vậy thì đánh nhau làm gì? Quên đi, cứ vậy thôi. Nhìn lên bầu trời đêm, xem kết cục của 32 năm này là gì? Đêm nay mây mù sương dày đặc, mọi nơi một mảnh mê mang. Cứ như vậy, Lưu Vân vừa khóc vừa cười. Chỉ một thoáng, thân mình bay đi ra ngoài, Lưu Vân nhắm mắt cười to, bay đi bay đi, thân thể bắt đầu rơi xuống, sức nước vạn cân sắp đè dẹp lép hắn, tông hắn xuống địa ngục. Một tiếng nổ vang lên, sau lưng truyền đến một trận đau đớn, thân mình thình lình dừng lại. Lư Vân vô cùng kinh ngạc, không biết đã xảy ra chuyện gì, vội vàng mở ra hai mắt xem. Trong dòng chảy xiết cuồn cuộn, chính mình rơi vào một tảng đá đơn độc, đó là hòn đảo đá mà mình lúc trước kiệt lực vượt qua nhưng không thể đến được. Hắn bay qua khoảng cách 10 trường, bị ném tới cô đảo này. Tát ma đã ném hắn tới đây. Lư Vân Aval Phát ngơ ngẩn nhìn người bạn lao tù cách 10 trường. Đột nhiên, hắn hét lên, chỉ thấy phong ba vọt tới, bao vây tát ma bên cạnh thác nước, chỉ trừ lại một khoảng trống nhỏ để đứng trên tảng đá khổng lồ. Lư Vân kinh hoàng kêu to, nhảy qua tới. Mau, mau, hắn ghé vào bên cạnh cô đảo, liều mạng duỗi tay về phía trước, liền mong kỳ tích xuất hiện, mười trượng Tát Ma có thể nhất cử phi qua sóng to cuồn cuộn. Sóng trắng ập vào bầu trời, sinh tử đã ở một đường, Lư Vân khóc kêu lên, nhanh lên. Chỗ này rất rộng, buổi tối ngủ có thể xoay người. Nghe Lư Vân bi khóc, Tát Ma mỉm cười đáp lại. Nước càng ngày càng dâng cao, đến tắc chân cuối cùng cũng sắp bị nhấn chìm. Tát ma nhìn lên bầu trời đêm, đối với đại trần thế hại mình hại người này, hắn không có mảy may quyến luyến. Trong giây lát, nước lũ ập tới, đã ở trước mặt, tát ma giang hai tay ra cười lớn, dùng hai chân đẩy mạnh rồi ngừa người về phía sau, thân hình cong tròn theo hình vòng cung của thác, thoáng chốc rơi thẳng xuống thác nước khổng lồ. Lư vân bật khóc, liên tục thét chói tai, đừng chết đừng bỏ ta một mình tát ma cứu hắn lại cũng vứt bỏ hắn để hắn một mình một mình chiến đấu tát ma chết thiên địa chính mình lẻ loi một mình lư vân ngồi ngây người không ngừng khóc bốn phía một mảnh hắc ám làm bạn với chính mình chỉ còn cô độc vô tận và sóng dữ mãnh liệt không ngừng nghỉ vẫn luôn khóc vẫn luôn kêu lưu lạc cô đơn cô độc thất vọng toàn bộ thống khổ cộng lại đến trở về hai chữ. Liêu đầy, nước sông vẫn dâng cao, tựa muốn bao phủ thế gian, mắt nhìn chân trời từng đạo ngập trời sóng to vọt tới, cao tới mười trượng và ngập tới đầu gối. Lưu Vân khóc kêu, đưa ta về nhà, đưa ta về nhà, dòng chảy xiết cuồn cuộn đáp lại hắn, tựa muốn đem hắn lao xuống thác nước, đưa thi thể hắn về Bắc Kinh. Lưu Vân ôm chặt tảng đá sắc bén, run rẩy bật khóc. Hắn nhìn lên bầu trời đêm, đột nhiên đôi mắt hắn mở to, không thể nhắm lại được nữa. Sương nước cuộn xoáy, trên bầu trời đêm có những bóng bay rất sáng, những bóng trắng bay lượn xoáy tròn trên đầu, như thể bạn ngục đã chết quay lại gặp hắn, nói cho hắn người chịu khổ một mình một câu. Nhân gian thiện ác thị phi, chỉ nằm trên một ranh giới mỏng manh. Đã hiểu, ta đã hiểu, lư vân nước mắt rơi như mưa, liên tục gật đầu. Khoan thứ, thương hại, từ bi tại trần thế vần đục này hắn đã tìm được con đường mình theo đuổi chậm rãi nước mắt dừng lại lưu vân nhặt hòn đá sắc nhọn thần thái trầm mặc lặng lặng ở cô đảo khắc lên một dấu ấn dấu vết đầu tiên được khắc cũng bắt đầu ngày đầu tiên của hành trình cô độc thác nước trăm trượng đổ xuống trời đất trở nên tối tăm đứa trẻ bơ vơ lưu đầy thiên nhai giơ tay lên trời thật sâu hít vào một hơi a à, chính đạo Giữa ngàn dặm sóng gió, sóng nước tách ra, cô đảo sáng lên tuyệt thế quang hoa. Đây cũng là Nam Chiêm Bộ Châu, là nơi sáng nhất. Phần này đến đây là hết. Mời các bạn theo dõi tiếp các video khác trên kênh. Nếu các bạn yêu thích kênh, hãy nhấn theo dõi nhé. Cảm ơn các bạn.